Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 186. Quý thị bất ngờ nhìn thấy Dương Tĩnh Uyên, vui mừng đến mức gần như bật khóc. Đối với nàng, đây chắc chắn là tình huống tốt nhất. Khi hành lễ, quý anh anh tò mò nhìn chằm chằm vào Dương Tĩnh Uyên. Hắn không thoải mái, muốn phân biệt rõ ràng giữa hai người. Hắn sẽ gọi mình là gì đây? Mẫu thân hay quý phu nhân? Nhạc mẫu bình an. Dương tĩnh uyên cúi chào trang trọng, vái chào đầy đủ. Khi nghe hắn gọi. Nhạc mẫu, nụ cười của quý thị giang rỡ, ánh lên trong mắt. Quý anh anh cúi đầu nhịn cười, tâm trạng đột nhiên trở nên vui vẻ. Từ góc nhìn của Dương Tĩnh Uyên, nàng cúi đầu, để lộ gáy trắng nón với vẻ đẹp quyến rũ hắn bỗng muốn đưa tay chạm vào cổ nàng, nhưng lại sợ làm đau nàng. Ai bảo nàng nghịch ngợm như vậy? Những điều tốt không học, lại nói chuyện muốn treo cổ ở nơi di nương tự tử. Mọi người đều bị nàng dọa, trở về thì thấy nàng đứng trên ghế, lè lưỡi làm trò. Cảm giác đau buồn và chua sót lại trỗi dậy, Dương Tĩnh Nguyên ngồi im lặng, để cảm giác khó chịu này từ từ tan biến. Trong mắt gia nhân nhà họ quý, họ nghĩ rằng hắn đang không thoải mái trong lòng. Quý thị nháy mắt với quý diệu đình, bảo hắn mời Dương Tĩnh Uyên vào phòng trước dùng trà. Dương Tĩnh Uyên muốn rời đi, như được giải thoát, cúi chào và theo quý diệu đình ra ngoài. Trương Tứ Nương đang mang thai, cũng muốn để thời gian cho mẹ con quý thị, nên cũng rời đi. Trong phòng khách chỉ còn lại hai mẹ con, quý thị mắt hơi đỏ lên. Anh anh, nhà họ Dương đối xử với con có tốt không? Tốt. Quý anh anh đơn giản đáp dương đại phu nhân muốn nhờ vả nàng sao có thể không tốt quý anh anh muốn hỏi mẹ ngoài việc lo lắng cho triệu tu duyên còn là vì bảo vệ anh trai và chị dâu thấy chị dâu cẩn thận che chở bụng quý anh anh lại không muốn hỏi thêm mẹ vất vả giữ gìn trinh tiết để nuôi lớn hai đứa con anh trai là con trai duy nhất mẹ luôn coi trọng việc nối dõi tông đường của gia đình nếu mẹ có suy nghĩ như vậy cũng là điều bình thường con có quen với việc ăn ở đó không? Quý anh anh gật đầu mạnh. Chỗ ở gọi là Minh Nguyệt Cư, là ngôi nhà Nam Gian. Con ăn sáng cùng phu nhân, nàng còn dặn phòng bếp làm bánh nướng đường đỏ mà con thích. Quý thị vô cùng vui mừng. Nếu không phải vì xuất giá trong thời gian chịu tang, nàng có thể hỏi con gái vài chuyện trong phòng. Giờ gả đi rồi, phải giữ đạo hiếu, quý thị cảm thấy hơi khổ sở, nhẹ nắm tay quý anh anh nói. Dương Tam Lang Hắn nhất định sẽ trở về bên cạnh con. Nếu hắn không trở về thì sao? Quý anh anh không khỏi nghĩ đến điều này, cũng nhớ đến lời của Dương Thạch thị, một người trong môi nhà lớn phải nghĩ cách để sống vui vẻ, tinh thần thoải mái mới có thể vượt qua những tháng ngày cô đơn. Mẹ chưa từng nghĩ đến điều này sao? Trong vô thức, hai mẹ con dường như có khoảng cách. Quý anh anh không muốn để lộ những suy nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu hắn chẳng phải đã vội về để đưa con về nhà mẹ sao? Vậy thì tốt. Quý thị thở phào nhẹ nhõm. Mẹ dễ dàng tin tưởng. Mỗi người đều có yêu cầu riêng về cuộc hôn nhân này. Mẹ, Dương Đại Phu Nhân, Dương Tĩnh Nguyên, chỉ riêng không ai nghĩ đến nỗi ủy khuất của nàng. Quý anh anh rút tay ra. Ra khỏi thành đã muộn, giờ cũng không còn sớm, bày cơm đi. Sau khi ăn cơm, Quý Thị muốn nói chuyện với Dương Tĩnh Nguyên, tìm cớ đuổi quý anh anh. Anh anh, con đi bếp xem một chút, điền mama đã làm dưa muối gì, con chọn loại con thích để mang đi. Khi quý anh anh đi xa, quý thị nói với Dương Tĩnh Nguyên. Tam lang là ta ép anh anh xuất giá, ngươi đừng trách nàng. Dương Tĩnh Nguyên quay đầu, nhìn quý thị với ánh mắt lạnh lùng. Nhạc mẫu, ngươi rất nhớ cuộc sống ở Trường An. Quý gia trải qua nhiều chuyện như vậy, làm ngươi bất lực, nhớ đến cuộc sống quý phái ở Trường An ngươi nghĩ rằng cho anh anh gả vào dương gia sống giàu có an vui là hoàn thành trách nhiệm của người mẹ chị dâu có bầu chỉ cần sinh con trai quý gia có người nối dõi ngươi có thể an tâm vì thế ngươi ép nàng xuất giá trong lúc tang hiếu ngươi nghĩ như vậy là đúng ngươi dựa vào tình cảm của ta với nàng tính kế để ta trở về dương gia vì trong lòng ngươi ngươi coi thường ta nghĩ rằng ta không thể làm được gì trừ khi quay lại làm con của dương gia nếu không chỉ là kẻ vô dụng Ánh mắt hắn như cây kim, đâm sâu vào lòng Quý thị. Quý thị mặt trắng bệch, "Ngươi hiện tại có bản lĩnh gì để làm nàng hạnh phúc? Ngươi muốn anh anh theo ngươi sống lang thang khắp nơi sao? Ngươi không bảo vệ được nàng, ta ép anh anh xuất giá là vì biết rõ, Triệu lão thái gia sẽ không để anh anh phá hủy gấm Triệu gia vương năm nay. Chỉ khi nàng trở thành con dâu Dương gia, Triệu gia mới không thể động đến nàng." "Triệu gia, vậy nếu hắn đưa Quý anh anh đi không phải sẽ an toàn hơn sao?" Ánh mắt Dương Tĩnh Uyên lạnh lùng hơn, đứng dậy, cúi chào. "Cáo từ." Quý thị ôm mặt, nước mắt chảy dài qua kẽ tay. "Ngươi oán ta cũng không sao, chỉ cần ngươi không oán anh anh là được." Hắn oán hận bản thân không thể sớm một chút vươn lên. Vì vậy tức giận nàng phải xuất giá cô đơn, giận lây sang nàng. Dương Tĩnh Uyên không ngoảnh đầu lại, bước đi nhanh chóng. "Quý anh anh biết rằng mẹ cố ý đẩy mình ra, dưa muối đã chuẩn bị xong." chỉ cần chuyển lên xe ngựa là được. Nàng chờ ở cửa, thấy Dương Tĩnh Uyên đi ra, nàng cắn môi, cười chào đón. Tam lang, mẹ nói gì với ngươi vậy? Dương Tĩnh Uyên không trả lời, bước nhanh ra ngoài. Thật sự là không thoải mái, quý anh anh bực mình, vội vàng đi theo, mặt dày bám lấy hắn. Ngươi xin nghỉ mấy ngày, phu nhân không hỏi ta ngươi ở đâu, mẹ ta chắc đã nói với nàng. Dương Tĩnh Uyên đột nhiên dừng bước, khiến quý anh anh đâm vào ngực hắn thấy nàng nịnh nọt nhìn mình cười dương tĩnh uyên tức giận vô cớ hắn nắm lấy cổ tay nàng kéo nàng ra cửa ra đến cửa chính quý diệu đình cười quay đầu lại nói dưa muối đã được xếp lên xe quý anh anh đang muốn nói gì dương tĩnh uyên ôm nàng lên xe hắn lên xe theo sau nói với quý diệu đình cảm ơn đại ca dương tĩnh uyên quay đầu dặn dầu vừng chúng ta đi trước các người tự quay về phủ tam lang quân phải về nhà sao dầu vừng vui mừng không khép miệng được cười hì hì nhìn hai người dục ngựa rời đi ngựa chạy quá nhanh gió thổi khiến nàng không mở mắt ra được quý anh anh quay đầu dựa vào lòng dương tĩnh uyên nhẹ nhàng nói tam lang những gì ta nói tối qua đều là thật phu nhân luôn nhớ tới ngươi dương tĩnh uyên lại muốn dùng thiết bàn từ cắt đứt băng ghế dài đập nát đá xanh hắn cười lạnh nói. Vì đại ca bệnh tật, nhị ca không thể một mình chống đỡ gia đình. Nhị phòng và tam phòng muốn tranh giành gia sản. Họ muốn ta về nhà để hỗ trợ. Trong lòng nàng, sản nghiệp của dương gia là quan trọng nhất. Không phải vậy. Quý anh anh nhớ tới sự cô độc của dương thạch thị, muốn thay nàng nói lên lời. Dù có phải hay không, ta cũng sẽ không trở về. Ngươi cũng không được trở về. Nghe vậy quý anh anh nóng này. Ngươi muốn đưa ta đi đâu? Dương Tĩnh Uyên lạnh lùng nói. Lấy chồng theo chồng, ta ở đâu ngươi sẽ ở đó. Không trách hắn chạy đến nhà, hóa ra vì mình không chịu đi, hắn quyết định bắt mình đi. Quý anh anh tức giận. Ai nói ta gả cho ngươi, ta rõ ràng gả cho tam lang quân của Dương gia. Dương Tĩnh Uyên tức giận ghi ngựa. Quý anh anh, ngươi bị đổ thuốc mê đúng không? Chương 187 Dương Tĩnh Uyên tức giận kêu soàn soạt, như muốn cắn chết nàng ngay lập tức. Ai nói hắn yêu thương nàng nhiều như vậy, lúc này dường như chưa từng nói qua, kẻ chơi xỏ lại còn dám ham dọa nàng. Quý anh anh nhìn chằm chằm hắn một hồi, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, nhìn hắn mà không nói một lời. Dương tĩnh uyên hoàn toàn nổi giận. Quý anh anh, người làm bộ ngốc sao? Nói chuyện đi. Trong lòng ấm áp, quý anh anh ôm eo hắn, cả người mềm mại như không xương tiến sát vào ngực hắn, giọng nói ấm áp như gió xuân. Tam lang, người tức giận cũng đẹp mắt như vậy. Di nương của ngươi chắc chắn rất đẹp. Sợ hắn tức giận mà bỏ nàng sao? Miệng cọp gan thỏ, chỉ là cọp giấy thôi. Dương tính uyên trong phút chốc đã xua tan cơn giận. Hắn run run dây cương, từ từ dục ngựa đi về phía trước. cúi đầu nhìn nàng như con chó nhỏ ngoan ngoãn ôm vào ngực quý anh anh. Hắn đắc ý nhếch môi. Ta chưa từng thấy nữ nhân nào đẹp hơn Di nương. Tính ra, so với ai cũng không bằng so với mẹ ruột hắn. Ăn phải giấm chua của ai, đều không bằng ăn giấm chua của mẹ ruột hắn. Dương Tĩnh Nguyên, ngươi một chút cũng không đẹp mắt, ngươi đúng là miệng thối. Khi con mèo xù lông dựng thẳng đuôi, đừng chọc ghẹo, tránh bị nó cào mặt đầy hoa. Quý anh anh trong lòng cười thầm, tiếp tục lấy nhu thắng cương. Liễu Di Nương đẹp như vậy, lão gia chắc chắn rất yêu thương nàng đúng không? Di Nương Tính tình rất ôn nhu, cha ta nói gì, nàng đều nghe theo. Trên đời này có bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp, có thể thích hết không? Nam nhân thích nhất là có người phụ nữ ôn nhu dựa vào mình. Dương Tĩnh Uyên bừng tỉnh, bắt đầu giáo dục quý anh anh. Di nương của ta chưa bao giờ là một cái cây độc lập, nàng chỉ là một mọn cỏ dựa vào cây lớn của cha ta để nở hoa. Cha ta ở bên Di nương, cảm thấy mình đặc biệt có thành tựu của một người đàn ông. Có thể không yêu thương nàng sao? Cha mẹ đều thương yêu đứa con yếu nhất của mình, nam nhân đối với nữ nhân cũng vậy. Vì vậy, ta nói gì thì nên như thế, ta mới là chủ gia đình, là nam nhân của ngươi, hiểu chưa? Dương Tĩnh Uyên hạ mắt xuống, thẳng thắn nói, giờ phút này Quý anh anh dựa vào hắn rõ ràng có nét to. Quý anh anh không thay đổi sắc mặt, đào một cái hố, giọng làm nũng mềm mại. Vậy sau này ngươi gặp một người đẹp hơn ta, ôn nhu hơn ta? có phải sẽ yêu thương nàng hơn ta không? Làm không chu đáo việc đã ghen tuông sao? Dương Tĩnh Uyên đắc ý không nói nên lời. "Người ngoan ngoãn nghe lời ta, ta làm sao có thể yêu thương người khác?" Sau một tiếng thở dài, quý anh anh đào đất chôn Dương Tĩnh Uyên. Ý là nếu ta không nghe lời ngươi, ngươi sẽ đi yêu thương người phụ nữ khác. Hắn làm sao lại hiểu sai ý như vậy? Hắn rõ ràng nói để nàng nghe lời mình, dựa vào mình. Dương Tĩnh Uyên ngẩn người chưa kịp giải thích, liền nghe Quý anh anh sâu kín nói: "Không sao, tương lai ngươi thích tiểu nương tử nhà khác, ta sẽ cưới về cho ngươi, để ngươi độc sủng ái nàng. Còn ta, nghiên cứu thuốc nhuộm, chơi đùa của mình. Ngươi tốt nhất đừng bước vào phòng ta nữa, mắt không thấy tâm không phiền." Nói bậy. Dương Tĩnh Uyên vừa chua chát vừa tức giận, đưa tay nâng mặt nàng lên. "Anh anh, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi phải sống khổ sở như vậy." Đôi mắt đen láy của Quý anh anh lóe lên niềm vui. Nhưng lão gia đã khiến ngươi khổ sở suốt 20 năm mà. Nàng nắm lấy vạt áo hắn, nghiêm túc nói: "Tam Lang, phu nhân cũng có oán khí trong lòng, nhưng nếu nàng muốn hại di nương ngươi, muốn đối phó ngươi, cần gì phải đợi đến lão gia? Trong nhà nàng là chủ mẫu, có rất nhiều cách để diệt trừ mẹ con các ngươi." Nàng thực sự đối với ngươi không tốt sao? Hắn biết, Quý anh anh là con nhím chứ không phải con thỏ nói nửa ngày, dụ dỗ hắn vui vẻ, hóa ra là để nói chuyện cho đại phu nhân. Dương tính uyên sụ mặt. Quý anh anh, ngươi biết cái gì gọi là phùng sát sao? Ta biết rõ, nhưng tam lang của ta tốt như vậy, không bị dưỡng thành chu thất lang với phẩm hạnh xấu xa, mà có võ nghệ giỏi, có trái tim săn sóc. Ta rất cảm kích phu nhân, nàng nuôi ngươi 18 năm, dù ngươi không tha thứ phu nhân, đau lòng vì liễu di nương, ngươi cũng nên hiểu, Phu nhân không muốn giết ngươi là Trần Mama tự tiện làm. Ngươi có hai huynh trưởng lớn tuổi hơn, họ sẽ không yêu thương ngươi sao? Hiện tại đại ca ngươi bị tiết độ sứ đánh nằm trên giường, nhị ca ngươi đơn độc. Dù ngươi muốn tự mình lập nghiệp, cũng không nên bỏ rơi họ. Ta ở lại Dương gia cũng coi như giúp họ một tay, không phải sao? Quý anh anh ôn nhu nhìn hắn, ánh mắt như muốn làm Dương Tĩnh Nguyên chìm đắm. Hắn ngẩng đầu, cười lạnh. Quý anh anh ngươi đừng nói nữa ngươi chỉ là không bỏ được vinh hoa phú quý của tam nãi nãi dương ra dầu muối không vào như vậy cũng không lay động được hắn quý anh anh còn muốn khuyên thêm thì ngựa đột nhiên chạy gấp nàng nóng này tam lang nếu nhị lão gia và tam lão gia thực sự đoạt được vị trí gia chủ ngươi thực sự nhẫn tâm nhìn đại phòng một nhà lão tiểu trôi qua trong chán nản ngươi không phủ lòng cha ngươi sao dương tĩnh uyên không nói lời nào Quý anh anh lập tức nổi giận. Ta không bảo ngươi trở về Dương Gia, ta chỉ nói ngươi nên đi trong quân để lập nghiệp, còn ta ở lại Dương Gia hỗ trợ. Quá không công bằng với ngươi, nhưng nàng đã có ân với Quý Gia. Ba năm nay, ta muốn giúp phu nhân và đại ca. Ngươi muốn đi thì đi, ta tuyệt đối không đi theo ngươi. Khi thấy quán trà dưới gốc hoàng giác thụ lớn, Dương Tĩnh Uyên kéo chặt dây cương, dừng ngựa lại. Hắn nhảy xuống ngựa, ôm Quý Anh Anh xuống ta biết ngươi là tốt nhất. Quý anh anh cười rạng rỡ đưa tay kéo hắn, nhưng Dương Tĩnh Nguyên đã nhanh chóng xoay người lên ngựa. Quý anh anh, ngoài việc đối với ta không tốt, ngươi đối với mọi người đều tốt. Ngươi muốn ở lại Dương Gia, tùy ngươi. Xe ngựa chở dầu vừng nhiều nhất nửa canh giờ nữa sẽ đến. Dương Tĩnh Nguyên đổi đầu ngựa và chuẩn bị đi. Quý anh anh nóng nảy, vươn tay ngăn trước mặt ngựa. Đôi mắt đen thẫm của nàng đầy mong ngóng và cầu khẩn hắn không dừng lại, nhẹ nhàng dục ngựa lướt qua nàng. Nước mắt ngay lập tức tràn đầy hốc mắt, quý anh anh cúi đầu nói. Tam lang, ngươi bỏ lại một mình ta ở đây sao? Không phải hắn muốn bỏ nàng lại, hắn chỉ là không muốn hiện tại đưa nàng trở về dương gia. Hắn không bước qua được cái rào cản trong lòng, không bước qua được ngưỡng cửa dương gia. Giá! Dạ. Dương tĩnh uyên vụt roi, ngựa chạy xa. Dương tĩnh uyên, ta sẽ chờ ngươi nhiều nhất ba năm ba năm sau nếu ngươi không đến đón ta, ta sẽ đi tìm ngươi. Bên cạnh ngươi dám có nữ nhân, ta sẽ lấy chổi quét ra khỏi cửa. Quý anh anh hét lớn về phía thân ảnh của hắn. Nàng nhìn hắn chạy mất hút, dùng sức đá vào đất dưới chân. Ta sẽ không ngốc như phu nhân, để ngươi yêu người phụ nữ khác. Quý anh anh bĩu môi bước vào quán trà, gọi một chén trà lớn, môi chờ dầu vừng và quý phúc thúc đánh xe đến. Nửa canh giờ trôi qua xe ngựa vẫn chưa đến. Quý anh anh dướn cổ nhìn quanh, mơ hồ thấy từ xa có một đội người cưỡi ngựa đến trước. Tiếng chân rầm rập vang lên, trong khoảnh khắc đã đến trước mặt. Người cưỡi ngựa toàn mặc đồ đen che mặt, một người trong số đó nhìn vào quán trà, thấy quý anh anh. Nàng ở đây. Nàng, quý anh anh nhìn xung quanh, trong quán trà chỉ có mình nàng, người hầu trà đã trốn sau bếp lò. Họ đến tìm nàng sao? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 188. Hai người từ trên ngựa nhảy xuống, đi thẳng về phía nàng. Quý anh anh bật đứng dậy, lùi từng bước một về phía sau. Các người là ai? Quý nhị nương, đi theo chúng ta một chuyến. Một người nói, lộ rõ thân phận của nàng, hai người đứng chắn trước mặt nàng, một trái một phải. Ngoài thành ích châu phủ đều là đồng bằng, quán trà được dựng bên cạnh đường quan đạo dưới gốc cây hoàng giác phía trước và phía sau đều rộng thoáng. Chạy ra phía sau, chân nàng không dài bằng người khác, chạy không nhanh bằng ngựa, sức lực cũng không bằng nam nhân. Quý anh anh biết rõ mình không thể trốn thoát, nàng chỉ hy vọng trên quan đảo có người đi qua, có thể thấy được tình hình này, nghĩ cách kéo dài thời gian. Các người đã nhận ra ta, chắc phải biết ta là tam nãi nãi của dương gia. Muốn ta đi cùng các ngươi, ít nhất phải cho ta biết chủ tử của các ngươi họ tên là gì chứ. Đến nơi rồi ngươi sẽ biết. Xin mời. Được, ta sẽ eo các ngươi đi xem thử, chủ nhân của các ngươi là ai? Quý anh anh đứng dậy, vừa muốn bước đi, lông mày nàng đột nhiên nhíu lại, hốt mạnh một hơi, chỉ vào cây gậy trúc bên cạnh nhà vệ sinh. Quá mắc. Hai người sững sờ, người bên trái định ngăn cản, Quý anh anh quát. Muốn ta kéo ngay tại chỗ sao? Người đó cười lạnh, Người cũng không chạy thoát đâu. Nói nhảm. Quý anh anh nhấc váy cuối đầu chạy thẳng tới nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh cũng phân nam nữ, cửa chỉ che bằng một tấm rèm lác. Chính vì vậy, đối phương không đoán được Quý anh anh sẽ chạy đi đâu. Quý anh anh thường xuyên lui tới Ích Châu thành, luôn nghỉ chân tại quán trà này. Chạy xa khỏi quán trà là không thể, nàng cũng không nghĩ đến việc giả mốc chạy ra phía sau gò đất. Nàng bước nhanh đến bên nhà vệ sinh, rồi đột ngột chuyển hướng, bay thẳng đến cây hoàng giác lớn kia ê ngươi làm gì vậy chỉ trong nháy mắt quý anh anh đã leo lên thân cây nhanh chóng trèo lên khi hai người kia chạy đến dưới tảng cây nàng đã trèo lên mấy trượng trên một nhánh cây tráng kiện của cây hoàng giác nàng nhanh chóng biến mất trong đám lá cây rậm rạp những người bịt mặt cưỡi ngựa đến bao vây đều trợn mắt há hốc mồm có người thì thầm nàng cầm tinh con khỉ à lên cây người dẫn đầu ngồi trên lưng ngựa hét lên hai người lúc trước đến bắt nàng liền nhanh chóng trèo lên cây quý anh anh quay đầu nhìn lại thấy hai người kia leo lên rất nhanh nàng bám vào thân cây tiếp tục trèo lên hướng thẳng đến ngọn cây đến chỗ giao nhau của các nhánh cây nàng ngồi vững bẻ một cành cây to bằng ngón tay rồi nhìn ra quan đảo phía xa hét to cứu mạng có cường đảo tiếng hét của nàng tuy nhọn và nhỏ nhưng đứng ở ngọn cây cao trên bình nguyên truyền đi rất xa Hai người leo lên cây lúc này, chỉ có một người có thể leo lên cao hơn. Quý anh anh nhìn thấy hắn leo đến dưới chân mình, liền hung hăng dùng nhánh cây quất xuống, tiếp tục hết sức hết to. Cứu mạng. Cành cây mang theo lá xanh đổ ập xuống, người kia không có đủ sức lực, lại không thể làm gì được. Tức giận đến mức chỉ dùng một tay để bắt. Không cần dùng nhiều sức, chỉ cần linh hoạt, nhanh nhẹn. Quý anh anh như con khỉ tinh nghịch, ném nhánh cây đánh xuống không để hắn bắt được. Gớp. Đáng chết. Dưới tảng cây ngồi trên lưng ngựa người cầm đầu ngựa đầu xem thật rõ ràng, biết rõ bị nàng như vậy gào thét, trên quan đạo sớm muộn sẽ có qua lại nhân nghe thấy, đưa tới nha dịch liền bắt không được nàng. Hắn tự yên ngựa chỗ lấy cung tiễn, quát to. Hai người xuống, đáng chết. Người cầm đầu ngồi trên lưng ngựa nhìn rõ tình hình, biết rằng nếu nàng cứ gào thét như vậy, sớm muộn sẽ có người trên quan đạo nghe thấy đưa nhà dịch đến thì không bắt được nàng. Hắn lấy công tiễn từ yên ngựa, quát to. Hai người xuống. Hai người leo lên cây không có cách nào bắt được quý anh anh, nghe lệnh liền leo xuống. Thấy thủ lĩnh dương công lắp tên, không nhịn được nói. Thủ lĩnh, không phải là muốn bắt sống nàng sao? Chết còn hơn để nàng thoát. Thủ lĩnh kéo dây cung như trăng rằm, hơi híp mắt nhắm vào quý anh anh. Cây hoàng giác không biết bao nhiêu tuổi, cao gần hơn 10 trượng, cành lá rậm rạp. Trong đám lá cây, một vóc quần trắng của nàng thật sự nổi bật, nhưng lại không dễ nhắm vào chỗ hiểm của nàng. Mấy người các ngươi qua bên kia canh chừng, nếu nàng ngã xuống có thể bắt liền bắt. Thủ lĩnh nói xong, buông lỏng tay, mũi tên rời dây cung vẻo đi. Cứu mạng, có cường đạo. Quý anh anh vẫn còn kêu to, ngay sau đó một tiếng vút, mũi tên cắm vào cây bên cạnh nàng. Tim nàng bỗng nhiên lạnh buốt, những người này không chỉ muốn bắt nàng, mà còn muốn giết nàng. Nàng kinh hoàng nhìn xuống đất, la lớn. Đừng bắn tên, ta sẽ xuống. Hờ. Thủ lĩnh khinh thường buông cung tiễn trong tay, hướng lên cây hô. Xuống, được, ta xuống. Quý anh anh đáp lời, nhưng không nhúc nhích. Thủ lĩnh nóng này. Nếu ngươi không xuống, ta sẽ bắn chết ngươi ngay. Quý anh anh mếu máu khóc. Chân ta sợ quá mềm nhũn rồi. Ta sẽ xuống, ngươi đừng bắn tên. Nàng nhìn thấy phía trước trên quan đảo có người nghỉ chân nhìn, vội vã hướng thành bên trong chạy, lòng dâng lên hy vọng. Một bên hô đừng giết ta, một bên giải đai lưng buộc mình vào nhánh cây. Còn không xuống, ta sẽ bắn tên. Quý anh anh trả lời hắn bằng tiếng khóc lớn. Dương tĩnh uyên, người tên khốn kiếp, người để ta một mình ở đây, người tên khốn kiếp. Muốn bắt sống nàng, nhưng lại bị nàng làm mất kiên nhẫn. Lúc này, có người trong đội cưỡi ngựa chạy tới. Thủ lĩnh, trong thành có người cưỡi ngựa đi ra, đằng sau còn có quan binh đi theo, giống như nghe động tĩnh tới cứu người. Thủ lĩnh cắn răng, giơ cung tiễn bắn về phía quý anh anh. Tiếng khóc lập tức ngừng lại, gió thổi qua cành lá, thủ lĩnh nhìn thấy mũi tên cắm vào lưng nàng. Đi. Một đội nhanh chóng lên ngựa chạy ra khỏi thành, khi gần đi, một người dục ngựa chạy tới quán trà, giơ tay chém xuống giết người phục vụ quán trà. Quay người rời đi, đao xẹt qua cây cột, quán trà ầm ầm sụp đổ. Từ trong thành, vài người cưỡi ngựa chạy tới, tang thập tứ mang theo người hầu đi cùng Dương Tĩnh Nguyên, tức giận mắng. May mà ta chờ ngươi ở tử quán cửa thành, quý nhị nương xảy ra chuyện, ngươi tính làm sao bây giờ? Quán trà không xa thành, có người khi ra khỏi thành nghe tiếng kêu cứu của quý anh anh, liền quay người chạy vào thành lớn tiếng ồn ào ở cửa thành rằng ngoài quán trà có nữ tử kêu cứu. Dương Tĩnh Uyên và Tang Thập Tứ đang uống rượu ở tử quán, trùng hợp nghe thấy. Đầu Dương Tĩnh Uyên trống rỗng, hắn nhìn về phía trước, lòng hận không thể mọc hai cánh mà bay đến. Tam Lang, ngươi để ta một mình ở đây à? Lời nói của quý anh anh vang lên bên tay hắn, nàng giang hai cánh tay, cúi thấp đầu, gió thổi tung ống tay áo của nàng như một con bướm xanh hắn sao có thể không đáp lại nàng một câu. Tương lai ta sẽ đến đón ngươi. Quán trà không xa cửa thành, chưa đến thời gian uống xong một chén trà, đã đến nơi. Đập vào mắt là cảnh quán trà sụp đổ, Dương Tĩnh Nguyên nhảy xuống, mặt đầy lo lắng, dùng sức nâng một góc trúc rạp Anh anh, mau, hỗ trợ. Tang thập tứ gọi người hầu, hợp lực nâng đỉnh dạp lên. Người hầu quán trà ngực đầy máu, chết cạnh bếp lò anh anh quý anh anh dương tĩnh uyên khom lưng chui vào điên cuồng vén lên bàn ghế bị đổ tìm kiếm quý anh anh tàng thập tứ đi vòng qua bên kia tìm một vòng rồi kêu lên tam lang nàng không có ở đây dương tĩnh uyên ngồi bệt xuống đất không có ở đây là tốt rồi tàng thập tứ không nghe rõ cái gì mặt dương tĩnh uyên hiện rõ vẻ khóc không ra nước mắt không ở đây nghĩa là nàng còn sống ai làm đây là quan đạo mà, gần cửa thành như vậy cũng dám bắt người. Tàng thập tứ cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn đầy nghi hoặc. Chiều ra. Lúc này, Dương Tĩnh Nguyên nhớ lại lời của quý thị. Hắn thật sự hối hận, không thể tin triệu gia dám giữa ban ngày ban mặt làm việc này. Hắn phủi bụi đứng lên, đi ra ngoài. Ta đi triệu gia, tam lang, ngươi đừng xúc động được không? Ngươi có chứng cứ không? Tang thập tứ lo lắng chạy đến cản hắn rồi đột nhiên nhớ ra dầu vừng bọn họ đâu ngươi nói dầu vừng và xe ngựa của dương gia chỉ rớt lại phía sau các ngươi một chút mà dù ngươi cưỡi ngựa nhanh hơn cũng không thể đến giờ vẫn chưa tới được chẳng lẽ xe ngựa cũng đã gặp chuyện trước cướp xe ngựa phát hiện anh anh không có ở đó đuổi theo đến phát hiện nàng ở trong quán trà dương tĩnh uyên hít sâu một hơi ngẩng đầu lên bất kể là ai giữa cành lá xanh nhạt một bộ quần trắng bay phất phơ theo gió. Anh anh. Mắt Dương Tĩnh Uyên bỗng nhiên ướt át, chạy đến cây hoàng giác trèo lên. Chương 189. Chương 190. Mũi tên đã được lấy ra, vết thương cũng đã băng bó xong. Quý anh anh mơ màng ngủ, mơ hồ nghe thấy tiếng động từ xa vọng lại. Cố lão tiên sinh vừa mới rửa tay xong, dùng khăn lau khô. Thấy hắn vào, cười nói: Tam Lang quân yên tâm, không có chúng chỗ hiểm, lão phu sẽ kê đơn thuốc, dưỡng vài ngày sẽ ổn thôi. Đa tạ lão tiên sinh. Dương Tĩnh Uyên thở phào nhẹ nhõm, dặn người đưa cô lão ngự y ra ngoài. Hắn đi đến bên giường, ngồi xuống và lặng lẽ nhìn quý anh anh. Tay hắn đặt lên tay nàng, như nắm lấy thượng đẳng son ngọc, mềm mại và mát lạnh. Ánh sáng buổi chiều chiếu qua cửa sổ, nhuộm lên một tầng màu cam nhạt ánh sáng nhẹ nhàng và không gian yên tĩnh khiến Dương Tĩnh Nguyên cảm thấy xúc động muốn nói chuyện. Phu nhân cũng không đến, nàng chắc chắn đang chờ tin tức ở bạch lộ đường. Nhiều năm như vậy, ta cũng hiểu rõ tính tình của nàng. Ta không chủ động đi, nàng cũng sẽ không đến. Hai ngày nay tang thập tứ đã nói với ta rất nhiều, nhưng trong lòng ta vẫn có điều gì đó không thể vượt qua. Dương Tĩnh Nguyên vùi mặt vào lòng bàn tay nàng, lẩm bẩm nói. Lần cuối cùng ta gặp Di Nương, nghe nói nhà mở tiệc chiêu đãi thịnh phong trạch ta vội vã muốn đi vì sợ hắn làm điều gì xấu xa di nương ngăn cản ta nàng nói phu nhân không gọi ta đi thì chắc có lý do của phu nhân nàng nói những lời này mà không dám nhìn ta sợ làm tổn thương lòng ta nàng vội vàng giữ ta lại ăn cơm nhưng trong lòng ta vẫn không yên khi ta đi xa hay đầu lại thấy di nương đứng trên hành lang tiễn ta giờ nhớ lại Ta tự hỏi tại sao mình không ở lại ăn bữa cơm cuối cùng với nàng. Nếu như lúc đó hắn ở lại, nếu như hắn chờ đến khi phụ thân say rượu trở về, hắn nhất định sẽ phát hiện ra manh mối. Đều là lỗi của ta, rõ ràng biết Thịnh Phong trạch không có ý tốt, nghe nhị bá phụ nói về chuyện rượu bia không may, sao ta có thể không để tâm chứ? Hắn không có cách nào ở lại, ở nhà, hắn có thể làm gì? Hắn có võ nghệ có thể xông vào phủ tiết độ sứ ngăn không cho đánh đại ca sao? Hay dựa vào đôi tay của mình để đánh gục những kẻ âm mưu hại Dương gia? Hiện tại ta ngay cả ngươi cũng không bảo vệ được. Dương Tĩnh Uyên tự trách sâu sắc. Hắn là một con chim non đã đủ lông cánh, muốn bay lượn trên trời cao nhưng vẫn cần không ngừng luyện tập. Thư tiên xin giúp hắn xin 10 ngày nghỉ, trở về lần này là để chuẩn bị cho tương lai thật tốt. Trước khi đi, hắn muốn tìm ra kẻ đã tập kích xe ngựa của dương gia và gây thương tích cho quý anh anh hắn hôn nhẹ lên tay nàng yên tâm ngủ nếu ghét ta thì chịu đựng chờ ta đi rồi ngươi sẽ lại cần ta dương tĩnh uyên buông tay nàng ra định đứng lên thì quý anh anh nắm lấy ngón tay hắn anh anh dương tĩnh uyên ngạc nhiên vui mừng cúi người nhìn nàng quý anh anh không có dấu hiệu tỉnh lại như một bản năng nàng nắm chặt ngón tay hắn không buông sự ràng buộc vô hình đó kéo Dương Tĩnh Uyên ngồi xuống, nhỏ giọng nói với nàng: "Ta sẽ giúp ngươi, không đi đâu." Trong phòng, ánh sáng từ sáng chuyển sang tối, Lăng Nhi và Tương Nhi cẩn thận thăm dò từ cửa bước vào. Dương Tĩnh Uyên vẫy tay về phía hai người, chỉ vào cây đèn long phượng trên án kỳ. Hai người nha đầu hiểu ý, nhẹ nhàng bước vào, thắp đèn lên. Ánh nến lung linh chiếu sáng căn phòng, Dương Tĩnh Uyên cúi đầu nhẹ nhàng nói. Đêm nay ta sẽ cùng ngươi xem đèn long phượng cháy đến bình minh. Bên trong bạch lộ đường, một bàn tiệc tinh xảo đã được bày biện. Thiền tử bước nhanh vào, có chút bất an thưa. Phu nhân, tần lang quân liên tục bên cạnh nái nái, chưa từng rời đi nửa bước. Ngươi trở về đi, Minh Nguyệt Cư có gì cần thì ngươi tìm đại nái nái cầm đối bài đi làm. Dương Thạch Thị nói xong, cầm đũa. Ăn cơm đi, Dương Đại Nãi Nãi và Dương Tĩnh Nham vợ chồng lo lắng nhìn nhau. Dương Tĩnh Nham nói: "Mẫu thân, Tam Lang cũng lo lắng cho đệ muội, không cần nói thêm." Dương Thạch thị chỉ nói ba chữ, rồi bình tĩnh ăn cơm. Bữa cơm trầm mặc kết thúc, Dương Dừng Ngọc vui vẻ chạy đến bên cạnh Dương Thạch thị. "Tổ mẫu, ngày mai con có thể đi thăm Tam Thúc và Tam Thẩm không?" "Tam thẩm của ngươi bị thương, cần nghỉ ngơi, Ngọc ngoan ngoãn đọc sách đi." khi nào nàng khỏe hơn, người hãy đi minh nguyệt cư. Dương Thạch Thị nói xong quay đầu hỏi Dương Tĩnh Nham. Hỏi qua người cùng xe, tình hình ra sao? Dương Tĩnh Nham đáp. Nói là một nhóm người quần áo tả tơi, giống như giặc cỏ. Có khoảng hai ba mươi người, Dương gia chỉ có bốn người hộ vệ không thể địch lại. Bọn họ cướp đi một ít tài vật, không đả thương ai rồi bỏ chạy. Đã gửi tin cho cứu cứu, quan binh đang tìm dọc đường. Nếu bọn chúng còn ở Ích Châu Phủ, chắc chắn không trốn thoát. Nếu vậy, vì sao quý anh anh lại trúng tên? Dương Thạch Thị dặn. Ngươi đi hỏi Tam Lang, người này có phải tập kích hắn và anh anh không? Là vậy. Dương Thạch Thị gọi mọi người giải tán, chỉ dẫn theo Trần Ma đi đến đỉnh nghỉ bên hồ. Phu nhân, Lão Nô xin đi gặp Tam Lang Quân để tạ lỗi. Trần Ma quỳ gối dưới chân Dương Thạch Thị. Không, ngươi không cần đi. Dương Thạch Thị nhìn qua hồ đối diện Minh Nguyệt Cư, lạnh lùng nói. Ngươi làm, chính là theo ý ta. Ta nghĩ hạch trở về Dương gia là vì đại ca hắn bị thương, nhị ca không thể chống đỡ nổi gia đình. Không phải vì muốn hắn nhận ta là mẹ. Nếu như 18 năm nuôi dưỡng có thể tan thành mây khói chỉ trong một đêm, thì coi như nàng chưa từng nuôi dưỡng đứa con trai này. Dương Thạch Thị nước mắt lấp lánh, cố gắng giữ bình tĩnh. Tăng cường thủ vệ ở Minh Nguyệt Cư ta thấy anh anh bị thương cũng không đơn giản. Chắc là do chuyện đấu gấm năm nay mà họ muốn hại nàng. Sắp xếp thêm một nhà bếp nhỏ ở Minh Nguyệt Cư, gọi thiền tử theo dõi kỹ. Đừng để ai động tay vào thức ăn nữa. Còn việc đám gấm không thấm nước bị cháo, điều tra đến đâu rồi? Mảnh gấm bị cháo đã được mời người phân biệt, là từ tơ của Chu Gia Tơ Phường. Ngoài ra, nơi sản xuất thất gấm là nhà mẹ đẻ của Tam Phu Nhân. Dương Thạch Thị cười lạnh không dùng đến Dương gia đan phường, mà dùng toàn bộ quan hệ thông gia và nhà mẹ đẻ. Phân phó vài vị tổng thu mua, năm nay xuân tầm vừa ra, không được mua một sợi tơ nào của Chu gia. Đại nương tử chắc sẽ lại khóc đòi về Dương gia. Trần Mama cười khổ nói. Dương Thạch thị cười lạnh. Ai nói quan hệ thông gia là phải chiếu cố làm ăn? Chu gia cưới con gái của nhà họ Châu, không phải con gái ta. Dám đụng đến đại lang nhà ta? cũng đừng trách ta từng bước thu thập. Mũi tên nằm trước mặt xương Tĩnh Nguyên, đầu mũi tên sắc bén dưới ánh nến lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Một cái nguyên vẹn, một cái gãy làm đôi. Hắn cầm mũi tên trong tay, cân nhắc trọng lượng, cẩn thận xem xét phần lông vũ và thân tên, rồi cầm đầu mũi tên rút ra từ người quý anh anh. Đầu mũi tên sắc bén, trọng lượng nhất quán. Đây là mũi tên quan chế, chỉ dành cho quân đội dương tĩnh uyên đơn giản kết luận cướp bóc một chuyến dầu vừng thì là giặc cỏ bắn chết quý anh anh lại là quân nhân chúng có cùng một nhóm người không vì sao phải đợi đến khi nàng leo lên ngọn cây mới bắn tên chứng tỏ những kẻ tập kích ban đầu không có ý định giết nàng chỉ khi thấy có người trên quan đạo nghe tiếng kêu cứu chúng mới quyết định giết nàng quân nhân dương tĩnh uyên nắm chặt mũi tên quý anh anh tỉnh lại vừa động đậy đã keo đến miệng vết thương, khẽ hít một hơi. Dương Tĩnh Uyên đặt mũi tên xuống, quay lại nhìn nàng. Tỉnh rồi, muốn ăn gì không, hay muốn uống nước? Quý anh anh nhìn thấy đèn long phượng trên án kỷ, liền nhớ đến đêm hôm đó. Nàng nhăn mặt. Người đã nói, nếu ta chết đi, người cũng sẽ không quay đầu. Tại sao ngươi vẫn chưa đi? Cái cô nàng lòng dạ hẹp hoi này, Dương Tĩnh Uyên nghẹn ngào không biết đáp lời thế nào phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn